Kính chào các đồng chí và quý vị đang theo dõi chương trình Quốc phòng toàn dân. Mở đầu chương trình, mời các đồng chí và quý vị cùng theo dõi phần tin hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh trong tuần qua. Tuần qua tại Hà Nội, Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng phối hợp tổ chức lễ phát động triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 toàn quốc. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến dự và chỉ đạo tại lễ phát động. Tại điểm cầu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, ông Phạm Phước Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các thành viên Ban chỉ đạo COVID-19 tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ngành địa phương tham dự. Thời gian qua, Bộ Y tế đã nỗ lực tiếp cận các nguồn cung vaccine phòng COVID-19 qua nhiều kênh khác nhau. Đến nay đã có khoảng 105 triệu liều từ các nguồn cung ứng được cam kết phân bổ cho Việt Nam, tiến tới đạt 150 triệu liều để tạo miễn dịch cộng đồng trong cuối năm 2021 và đầu năm 2022. Chiến dịch được thực hiện từ tháng 7 năm nay đến tháng 4 năm sau, với mục tiêu đạt miễn dịch cộng đồng khoảng 70% dân số Việt Nam được tiêm chủng vaccine COVID-19. Việc triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine trên toàn quốc có quy mô lớn nhất trong lịch sử tiêm chủng tại Việt Nam có ý nghĩa vô cùng quan trọng, góp phần bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân và sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường. Tại Bà Rịa Vũng Tàu đã thực hiện được 3 đợt tiêm vaccine phòng COVID-19 cho khoảng 33.350 người. Theo kế hoạch phân bổ vaccine của Bộ Y tế thời gian tới, Bà Rịa Vũng Tàu sẽ tiếp tục tổ chức các đợt tiêm vaccine phòng COVID-19 cho cán bộ, công chức viên chức, người lao động và nhân dân trong tỉnh.